Miên, em làm cái quái gì vậy? Miên hy vọng rằng sau khi anh Quân thử, anh sẽ hiểu gỏi tuyết tùng với lại ớt, gỏi tuyết tùng với mật ong, bất cứ thứ gì. Miên chỉ muốn là tối nay á, A Vài Long sẽ thật sự thành công rực rỡ. Mọi người đến đây là vì các món ăn của anh, chứ không phải vì em. David Khải chưa bao giờ đánh giá thấp cô ta. Chào mọi người. Mày làm gì á? Đừng có đụng vào món ăn của Duy. Con đã kịp cãi nhau với người bạn thân nhất của con. Tất cả mọi người á, ai cũng ghét con hết. Bếp trưởng của con á thì nghĩ con chỉ là một tên ngốc thôi. Cái gì vậy? Sao chẳng có tí ra gì nữa hết? Viên là đứa có tài, con bé thông minh. Thông minh? Nếu như một cái mà thông minh á thì phải cư xử cho đàng hoàng. Em không thể sa thải Viên được. Cái nhà hàng này thuộc về con bé. Ba Viên không hề liên quan gì tới chuyện này hết á. Ngồi xuống. Chuyện gì quan trọng tới mức khiến em không để tâm tới nỗi sắp gì Miên? Mình làm thì mình chịu thôi, còn kêu ca gì nữa. Nhưng anh xúc thì... Thành thật xin lỗi. Rất đơn giản, nhưng rất nhiều lớp lang. Ở đây không ai muốn em ở đây cả. Sao em không làm ơn là bước đi đi cho rồi. Chẳng phải mất trí ngả lòng một thoáng chốc mà thôi, dẫu là hôm nay người yên lặng. Chú người hãy ở lại và con nghĩ người sẽ biết giờ. Vì con quay trở lại đây trong tôi sai lầm. Một phiên chẳng phải mất trí ngả lòng một thoáng chốc mà thôi, dẫu là hôm nay người yên lặng thì đến một ngày người rồi sẽ biết thương thôi. Đâu phải ai cũng làm được, đâu phải ai cũng làm được vậy. Chị Miên hay thiệt. Đâu phải ai muốn cũng được đâu. Miên hay thiệt. Chúc mừng chị Miên. Chị Miên, chúc mừng chị nha. Chúc vậy mừng lắm chúc luôn á. Yeah. Chúc mừng Miên. Sao Duy biết Miên đi đâu làm gì mà chúc mừng sớm quá vậy? Thì Miên định đi đâu? Chắc là ra Hà Nội. Còn sau đó thì tính sau. Alo, nhà hàng Avilo xin nghe ạ. À? Xin lỗi chị, tụi em chỉ còn chỗ trống trước 6 rưỡi tối hoặc sau 9 giờ tối thôi. Dạ vâng, dạ, để em kiểm tra lại, nhưng em chắc là món đó sẽ có trong thực đơn tối nay chị ạ. Alo, nhà hàng Avilo dạ xin vâng. Nghe ạ. Dạ vâng. Dạ, chào cảm em chị tên ạ. Sao hôm nay mọi người á, ai cũng chúc mừng Miên rồi còn gật đầu chào Miên nữa. Miên chưa xem sao? Mày không giỡn đấy chứ? Đây. Giống như bộ phim Casablanca đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về điện ảnh, món súp nấm rừng của nhà hàng Avignon đã làm tôi thay đổi cái nhìn về ẩm thực và thay đổi cả cái nhìn về cuộc sống. Đấy không phải là một món súp, đấy còn hơn thế nhiều. Món súp nấm sẽ không có trong thực đơn tối nay, tối mai hay bất kỳ một tối nào khác trong vòng 3 tháng tới. Ủa, sao vậy Quân? Em có biết là có biết bao nhiêu người gọi đến Avilon để hỏi về cái món ăn đó hay không? Nhưng nó chưa có hoàn thiện. Người ta không thể chờ đợi lâu đến 3 tháng. Avilon cần điều này. Em ơi, em phải biết là cái món súp đó đang rất là hot. Chính những cơn sốt kiểu này sẽ giết chết nghệ thuật nấu ăn. Trước đây, chúng ta đã từng phải... Đã phải lao động với nhau một năm trời đúng không? Anh biết mà. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần qua một đêm thôi là bất cứ ai cũng có thể trở thành đầu bếp nổi tiếng. Xu hướng giờ là vậy mà. Dù sao thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều trong thực tế. Đó là những đầu bếp trẻ ngày nay, họ có nhiều ý tưởng sáng tạo và táo bạo. Nhưng họ thiếu kinh nghiệm. Cho nên, những cái chỗ đó rất cần những người như em. Nghe anh, xin lỗi con bé một tiếng. Em có thể tự mình tìm ra công thức để nấu món súp đó. Quân à, Quân. Miên sẽ có một vị trí quan trọng cho tương lai của Avilon sau này. Phải chấp nhận điều đó đi Quân.
Miên này, Duy đang nghĩ không biết thứ hai Miên sẽ làm gì á. Cái video clip đó thật là mắc cười. Có khi chúng ta nên ăn mừng ha. Rồi Duy sẽ đưa Miên đến một nơi thật là đẹp. Casablanca. Cái việc nó sớm thế mà. Duy đang nói gì vậy? Ở sau lưng kìa. Chào sếp. Sáng hạ lục là vậy đó hả? Làm lại đi. Nó hoàn hảo mà. Miên, tối hôm qua anh đã lỡ lời. Anh mới vừa nói gì vậy? Lúc đó anh nóng quá. Hôm qua khi mà đi với Khải tới nhà hàng, anh quá căng thẳng nên không kiềm chế được. Lẽ ra anh nên lắng nghe và ủng hộ nhân viên của mình. Bây giờ em có muốn nghe không? Nếu như đây là một lời xin lỗi thì cũng không gọi là có thành ý cho lắm. Nhưng mà nói chung thì cũng tạm chấp nhận được. Cứ coi như vậy đi. Tốt. À sếp à, anh có xem cái video clip mà David Khải nói về món súp của em chưa? Món súp sẽ có trong thực đơn của nhà hàng tối nay. Thật hả? Vậy em sẽ phải chỉ cho mọi người làm món súp đó. Ở trong đó có những gì vậy? Em làm theo công thức của anh thôi. Em bỏ thêm một chút bột ớt cayenne, húng tây, rồi... Nhưng mà là bao nhiêu? Đừng có nói với anh là em không nhớ nha. Tại vì lúc đó thì em chỉ cảm thấy là mình nên làm như vậy thôi. Miên ơi là Miên, anh không biết là ở trường lớp còn ông lớp hỏi dạy em những gì. Nấu ăn bằng cảm xúc. Cảm xúc hả? Bộ em nghĩ em là nghệ sĩ sao? Nhưng mà trong lúc nấu ăn, khi mà nếm nếm chưa có vừa miệng á, thì em thêm gia vị vô. Chứ tới khi nào mà cảm thấy vừa thì thôi. Cái đó không ai gọi là chó đớp phải ruồi thôi.
Em thử nghĩ đi, anh phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thiện từng món ăn, rồi nhờ đó anh mới có thể có được những công thức chính xác và hoàn hảo. Sếp à, sếp để em phụ Miên cho. Nguyên liệu không thể tự sơ chế được. Sếp cho bọn em 30 phút. Dạ. Được, 30 phút. May mắn thì có thể tìm ra được công thức. Dạ. Dạ. Bắt đầu thôi. Đúng loại rượu mà em thích. Anh chu đáo quá. Mời em. Làm cách nào anh có thể giữ em ở lại Outlaw? Anh có gì nào? Em sẽ nhận được tất cả những gì anh đã nhận được ở Juliet. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với em cả. Em sẽ toàn quyền ở phần sảnh của nhà hàng. Đương nhiên rồi. Những chuyến nghiên cứu ở Pháp, New Zealand giá dễ hàm nhất. Nghe có vẻ hấp dẫn hơn rồi. Nhưng còn về hầm rượu thì sao? Tất nhiên em toàn quyền. Em nghe anh Quân nói về hiệu năng giá cả và ưu tiên cho những loại rượu của những nhà sản xuất nhỏ trên thế giới. Anh là người quản lý em chứ không phải là Quân. Em phải làm cho Ivy Lâu những gì mà em đã làm cho Julian. Trẻ trung hơn, thời thượng hơn, sexy hơn. Chị biết ông An thế nào thuê cái ả đó đó. Chị mà chị thấy á, con bé mới tới á, chị nghĩ nó làm sao? Quỳnh hả? Không có trụ nổi một tuần đâu. Vậy á. Xin mời. Dạ thưa anh. Chú Hải. Dạ. Chú Hải làm quen với chuyên gia đồ ăn mới của chúng ta đi. Anh chào anh. Dạ thưa anh. Còn đến đi thì sao? Đến đi nào? Em đừng quan tâm đến cậu ta. Em xin phép. Chú ngồi đi, không có gì phiền chứ? Dạ không không, đâu có gì đâu mà phiền. Miên sẽ ngâm nấm mỡ và xắt các loại nấm còn lại. Duy phụ trách phần nước dùng ha. Ok, chờ một lúc nhé. Bây giờ chúng ta muốn làm lại món súp giống tối hôm qua thì phải làm tất cả ý như cũ đấy. Hôm qua anh Quân cứ mắng Miên suốt như vậy, điều đó có làm ảnh hưởng gì đến việc nấu ăn của Miên không? Anh thường hỏi không biết em có thực sự tốt nghiệp từ trường Lơ còn ông Lơ không, hay là do ba em trả tiền ra để mua tấm bằng tốt nghiệp đó. Cái gì vậy? Sao chẳng có tí ra gì nữa hết? Em nhanh lên, làm gì mà lâu quá vậy? Lúc đó hả, Miên đã cho không biết bao nhiêu là sự giận dữ vào và các gia vị nữa. Bởi vì Miên đã quá điên. Nếu vậy thì muốn tìm ra công thức để nấu món súp đó thì phải sao nhỉ? Miên thì không khó diễn vai của Miên rồi. Vấn đề là Duy có thể diễn được vai của anh Quân không? Cô gọi thế này là nấu chín vừa đấy hả? Không bao giờ trở thành được đầu bếp giỏi đâu. Hay đi đó ta. Được. Tập trung. Không được phân tán tư tưởng. Rõ sếp. Làm việc đi. Cô học nó ăn ở đâu? Quán cơm bà cả đội phải không? À, trường Le Cordon Bleu, thưa sếp. Le Cordon Bleu, cái con khỉ. Cô nhìn cái này đi.
giống hệt móng chân bà ngoại thôi. Lẽ ra anh nên bàn bạc với bọn em trước. Lúc đầu nói á là chỉ đến đây làm thêm một buổi thôi, không biết là tụi em có còn giữ vai trò gì ở đây nữa không. Quân, anh cho phép anh toàn quyền kiểm soát thực đơn của Avilon và dùng thực phẩm hữu cơ, cộng thêm hai bếp phó. Sao em có cần anh nhắc lại chính em là người đã giới thiệu đây đi không? Nhưng mà anh không hiểu rõ mà bằng em đâu, cô sẽ phá hư chuyện. Em đừng lẫn lộn giữa tình cảm riêng và công việc. Thưa anh, nhưng mà cũng e là Ngọc sẽ thay đổi toàn bộ định hướng phát triển của Avilon mà chúng ta đang theo đuổi. Anh chỉ cho phép cô ta tăng 50% khán sách dành cho rượu thôi. Rồi cậu trả lời làm sao anh? Cô đồng ý chứ? Cô ta không hỏi con số đã được phê duyệt trước khi hoạch định. Anh nghĩ còn một yếu tố khác tham gia vào quyết định này. Nếu như cô ta được tăng lương, em hãy khéo léo xử lý giùm. Dạ. Ít nhất em không phải là người duy nhất bị Avilon đó sư tệ. Trời ơi, trời ơi. Biết tối nay sẽ tới đây không? Chỉ có thể là giám đốc sáng tạo, nổi tiếng, đẹp trai và nóng bỏng anh Phong. Nhưng mà tối nay anh sẽ đưa một người rất là đặc biệt tới đây, mà người đó rất là sexy. Phương sẽ xử cô ta. Cuối cùng Phương mới là người anh ấy lấy làm vợ. Nhưng mà xem nào, anh ta đã từ chối nàng cũng 3 lần rồi đó. Thì chắc là anh ấy chơi trò cành cao đó mà. Phương thề với Châu luôn á là anh Phong cũng thích Phương nữa. Duy, Duy có nghĩ là cảm xúc thực sự ảnh hưởng tới cách của Miên nấu ăn không? Sao Miên nghe vậy thấy nó hơi kỳ cục? Không, không kỳ cục chút nào đâu. Miên có nhớ chiếc bánh ngọt mà Duy làm tặng bạn Hiền hồi cấp 3 không? Nhớ chứ. Nó rất là ngọt. Ngọt ngào. Lúc đó hả, Duy thích bạn Hiền đó quá trời. Đúng là trong nấu ăn cần phải có kỹ thuật và công thức, nhưng cảm xúc cũng rất là quan trọng. Đúng rồi, ai cũng nghĩ như vậy hết, chỉ có anh Quân là không thôi. Miên đừng có để cho anh Quân hay bất kỳ ai làm Miên mất niềm tin. Miên phải tự tin lên. Nghĩa, hả? Phải tự tin đúng không? Yeah. Mọi người, phải tự tin lên nào. Hãy tự tin lên. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Nếu anh gần em sát vai kề, có ai đẹp tươi sáng như nàng, đẹp như vầng trăng rất yêu kiều. Oh, mẹ có ngày ngần đôi chút, những e ngại khi sánh đôi bên nàng, ngỡ em đùa vui khiến anh ngỡ ngàng, một mai này tim vỡ tan. Cớ sao không chậm thêm chút thôi, chẳng đắm đuối thêm nhiều, để con tim yêu đương dịu lại một phút, đến khi không còn yêu hết mình và đắm đuối si tình, là anh đã thêm vững bước chân đi trên đường anh và em cùng qua. Cần một niềm tin em ơi, vững tin đàn em tôi, dù lòng mình phải luôn luôn tự tin, tự tin. Vững tin đàn em tôi, đừng quên, đừng quên. Hỡi em, biết em chỉ mong giữ chân anh lại, cớ sao lặng thinh có chi e ngại, rồi cho rằng anh làm em thêm buồn. Hỡi em, có khi câu nói em chân thành, thế nhưng
lòng anh vẫn không sao đành. Là vợ yêu mà anh đánh mất mình. Quá say men tình như dòng sông cuốn trôi, trôi mãi đến xa khơi. Rồi một ngày rời xa cuộc tình nhàm chán. Hỡi em yêu anh càng thêm đắn đo. Từng giây phút mong chờ, dù vẫn muốn trong tay thật ấm êm, nhưng vì anh cần hơn điều đó, cần một niềm tin em ơi. Vững tin lên em tôi, nhiều lòng mình phải luôn luôn tự tin, vững tin lên em tôi, đừng quên, đừng quên. Rời xa cuộc tình nhàm chán. Hỡi em yêu anh càng thêm đắn đo. Từng giây phút mong chờ, dù vẫn muốn trong tay thật ấm em, nhưng vì anh cần hơn điều đó, hay là một niềm tin em ơi. Vững tin lên em tôi, như lòng mình phải luôn luôn tự tin vững tin lên em tôi, đừng quên, đừng quên. Gì vậy? Quay trở lại làm gì? Đó sếp. Thôi xong. Hình như là hơi nhiều rượu vang. Chắc cần thêm húng tây. Đúng rồi. Giờ cho thêm chút chanh nữa. Đúng rồi, có lẽ mà... Duyên, Duyên. Cái này chỉ đáng để bỏ đi thôi. Đã biết chắc là dở rồi, tại sao còn phải thử nó nữa? Duy à, anh đã không trông mong gì vô Miên rồi, nhưng còn em thì sao? Xin lỗi sếp, cho bọn em thử thêm lần nữa. Anh đã cho em một cơ hội, nhưng đây là hậu quả của việc nấu ăn bằng cảm xúc mà không chịu ghi chép gì xuống hết. Nấu ăn là nghệ thuật, nhưng cũng là khoa học. Đúng rồi. Chẳng phải thất bại cũng là một phần trong các thí nghiệm khoa học sao? Người ta nói là thất bại là... Phải. Nhưng mà bây giờ chúng ta không còn thời gian cho những thử nghiệm thất bại nữa. Chẳng phải ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai sao? Chỉ có trong truyện cổ tích và phim ảnh thôi. Miên à, em quay trở lại làm việc đi. Duy, anh và em sẽ xác định lại thành phần của món súp nấm. Chúng ta có 20 phút. Có sếp. Chuyện gì đây? Anh cứ nghĩ là chúng ta đã bán hết chúng rồi chứ? Em có cách của em. Tạm thời thì em không nghĩ cái này sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng giá cả của anh. Cái gì cũng có ngoại lệ. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Thứ hai mình đi ăn tối nha. Bàn về kế hoạch phát triển của nhà. Anh nghĩ là thứ hai nên đã bừng rồi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn không thể nói dối. Ngọc, anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Sự thật là anh không thể quên. Nhút nhát quá. Sao quê đến ở người ta? Em đang tuyển diễn viên hả? Không, em tuyển nhân viên phục vụ mới. Ủa, rồi nhân viên cũ làm sao? Họ đều đang làm việc ở chưa liền. Hơn nữa, chúng ta nên nâng cao mức độ hấp dẫn ở đây. Anh tên là nhân viên cũ của mình. Toàn là những người ưa nhìn, dễ thương. Anh thấy sao? Trời đất, vậy đó rồi không biết là bưng bê gì nổi hôn đây. Còn hơn thế nữa. Hơn nữa, Avilon không phải là nơi để diễn ra những cái chuyện mang tính thời thượng hay sành điệu.
Ivy luôn là một nhà hàng nghiêm túc. Đồ ăn ngon mới là quan trọng. Đó không phải là những gì mà ông chủ của anh nói với em đâu. Miên thiệt là ngốc. Món này là món của Miên mà. Này Miên, Miên đâu phải là người duy nhất đâu. Ủa chị, vậy cái súp dư hôm qua còn không? Không. Nếu có còn thì cũng là qua đêm, mùi vị đã thay đổi rồi. Thôi, đừng căng thẳng nữa. Chị phải tập giống như em nè. Mỗi lần mà em căng thẳng á, là em đi chạy bộ, em ngồi thiền nữa. Em đang lên, bảo đảm hết căng thẳng liền. Dù có chết, mình phải tìm ra công thức cho bằng được. Thôi, chị đừng lo nữa. Để vụ này cho sếp Quân với anh Duy lo đi. Không đời nào. Đây là vấn đề danh dự mà. Đừng quên là tối nay chúng ta có tới 60 lượt khách đấy nha. Miên hoàn toàn vừa có thể nấu và sơ chế nguyên liệu luôn. Ok. Nhưng đừng quên chuyện xảy ra tối hôm qua đó. Cô quá lại thành quá cố đó. Rõ sếp. Tối nay nhà hàng không còn một chỗ trống nào nữa. Ai cũng hỏi về món súp nấm trên cả tuyệt vời của nàng Miên. Nàng mà không tìm ra được công thức thì chuyện lớn này. Mỗi lần căng thẳng hay hồi hộp thì nàng ta thường ăn đường viên. Không biết là nhà hàng Avilong sắp hết đường viên cho ta. Sếp, bây giờ tốt hơn rồi đó. Cảm ơn sếp. Còn hồi nãy tôi có chuyện gì vậy? Chỉ là hai đứa em quá hào hứng thôi. Duy à? Dạ. Em là một đầu bếp giỏi. Đừng có để cho Miên làm cho em rối trí. Thêm muối. Và cà rù vang nữa. Còn em, sao em còn đây nữa? Em... Từ ngày hôm nay, chị sẽ chính thức làm việc ở Avilon. Theo lời mời của ba em. Ba em? Em không biết, tại vì ba ít khi nào nói gì với em lắm. Ba em là một người rất là thú vị. Hương, đây là bếp trưởng Hồng Quân. Ngọc à, anh nói chuyện riêng với em một chút. Em ra ngoài chút đi. Cô ta đồ không có phù hợp. Ở đây là Avilon, chứ không phải là đường xương quán đâu. Hương còn là một người mẫu. Thậm chí còn đi giày cao gót trong lúc giặt đồ nữa. Vậy thì đừng có để cho cô ta lại gần bếp của anh. Ở đây anh cần những người tập trung làm việc. À, thứ hai anh muốn ăn gì? Anh bận rồi. Anh sợ gì vậy? Chỉ là ăn tối thôi. Có thể. Có thể? Ừ, có thể.
có thể. Sếp, em tìm ra rồi. Anh đã nói em làm gì hả? Em chỉ muốn chuộc lại lỗi của mình thôi mà. Sao em không chịu làm theo những gì mà anh yêu cầu vậy? Em có biết là hôm nay có bao nhiêu khách đặt bàn không? Còn có cả một đống công việc để mà làm. Sao em không chịu bỏ cái tôi vĩ đại của em qua một bên rồi nghĩ cho người khác? Em xin lỗi sếp. Sếp, ngon hơn của chúng ta đấy. Cũng chưa hoàn toàn chính xác. Chào các tình yêu. Ê, có thấy cô gái đó không? Tôi chỉ thích ăn đồ tươi sống thôi. Anh muốn em làm món súp của ngày hôm qua, ngay bây giờ. Ngay bây giờ? Anh chỉ mới vừa nhận phiếu đặt món thôi mà. Em được trả tiền như thế để nói là để nấu vậy? Làm đi! Tại sao ngay cả một món súp đơn giản mày cũng không nấu được? Em biết cái chuyện gì chưa? Nghe đâu là Miên không thể nào nấu lại món súp nấm mà tối nay. Tai họa rồi.